con cá. Cá rất là ngon, nó còn ngoảy đuôi luôn. Hey, xin chào mọi người. Xin chào cả nhà đến với kênh Ẩn Hồ Nghĩa. Thì đến hẹn lại lên cả nhà cô chú anh chị. Thì hôm nay em có mặt ở nhà của anh Cảnh Ròm. Thì quý vị thấy hiện tại chiều rồi, và mưa cũng vẫn còn nguyên mưa nguyên ngày nay hơn cô chú anh chị. Đường thì trơn trượt, tùng thì tay yếu cô chú anh chị. Anh chàng bán rau á, tùng rau á, thì bây giờ tay yếu không thể nào dẫn tùng ra được, sợ nguy hiểm thì để tùng ở nhà rồi. Thì clip hôm nay cho quý vị biết em ra đây ở nhà của anh Cảnh Ròm, thì anh có điện thoại em, mấy anh em sẽ hôm nay gửi một cái clip ẩm thực để cho cả nhà xem. Anh có bắt được một con cá lóc ở dưới sông nè cô chú anh chị. Con cá lóc rất là lớn mà ảnh không dám mần tội nghiệp. Ảnh chờ mà ở Hồ Nghĩa ra, mà trời mưa gió mình cũng không phụ lòng ảnh, cũng ráng ra cho ảnh vui. Bây giờ mấy anh em thực hiện một bữa cơm chiều đạm bạc, rồi sau đó mời cả nhà cùng mấy anh em mình dùng bữa nha. Thì xin mời cả nhà đi theo mình đi xuống nấu nước. Trời mưa quá trời luôn, mưa không tạnh luôn. Mưa này là đường sình lầy. Ôi trời. Anh Cảnh ơi. Nè quý vị, đó, cá lóc bự không? Quý vị thấy cái bàn tay của mình nè, đó, mà anh có tới 4 con à, đây kéo đây sẵn. Thì ở đây là một cái nồi canh chua. Chưa ăn là nhìn, anh Cảnh chưa ăn là thấy hấp dẫn rồi anh Cảnh à, thấy rau nghe ngon ghê. Con cá đó là cá nhất đó. Dạ, cá. Bởi vậy bữa hôm qua kia về anh đi bắt, anh bắt lưới, chài lưới á. Anh khoe em là em thấy nè, mà cái cá này là phải nấu chứ để mấy ngày nữa nó ốm. Đặt lợp chứ không phải là chài. Đặt lợp á? Ừ. À, đặt lợp, nó chui vô cái lợp. Đó quý vị, ngoài kia thường thường mấy anh em làm clip video ngắn để diễn cho quý vị á, mà bữa nay mưa quá trời luôn nè, nước thì chảy mắng xối. Đó, mưa nên quý vị thông cảm bữa nay theo Trần Long Ẩn nha, để Ẩn Hồ Nghĩa để nấu một nồi canh chua thiệt là ngon. Đây là cái quế nè, ớt, rồi rau, muốn ăn rau gì cũng có hết. Cái giường của anh Cảnh thì tao khỏi nói. Cả nhà ơi, giờ mình rủ anh ha, anh Cảnh đi xuống xuồng bơi qua sông. Không có xuồng. Ủa vậy anh bơi qua hả? Bơi bộ, bơi bộ. Không phải, em nói cái này nè anh Cảnh. Hả? Em không có nói cái bắp chuối của anh. Cái gì? Bắp chuối tự nhiên á kìa. Trời ơi, nè em zoom gần qua anh thấy nè. Đó. Cái gì? Của người ta hả? Ủa bên kia đâu có nhà đâu anh. À, em tưởng đâu tự nhiên nó mọc ở bờ sông chứ. Thì cô chú anh chị, em xin lỗi, em chỉ với bắp chuối, em tưởng đâu ở ngoài sông là nó mọc tự nhiên, mà anh Cảnh nó không phải. Thôi cho chặt cái này uổng lắm anh Cảnh ơi. Nó còn ra nữa, chặt uổng lắm. Thôi đừng có chặt, ăn uống không bao nhiêu hết. Đi. Anh Cảnh, anh có cái thân cây chuối nào không? Có, bây giờ chặt cây chuối đi. Ừ, chặt cây chuối bào ra. Bào ra nó ngon hơn á, em thích. Cây chuối ăn ngon lắm. Đúng rồi, cây chuối mà cây chuối non á, anh ừ, cây này được nè anh Cảnh. Nè, cây này nè anh Cảnh. Nhỏ nữa. Nè, cây này nè. Nè, cây này nguyên cái xóm nè. Cây này được nè. Đó, quý vị, lâu lâu mình ra đây mình ăn uống với anh Cảnh mà anh tiếc, anh không dám chặt cây bự. Anh chặt cây có chút xíu. Thấy không? Giặt ngang. Sụp. Đi ra chặt cái bông chuối mà trời mưa nè, nó dính cái dép, dính cứng ngắc rồi. Đường này mà đưa cho anh Tùng chắc nó té chắc 108 lần. Ai hút đi mà dính quá. Đó, hồi xuống phụ anh Cảnh đi chút xíu quay tiếp cho cả nhà. Nãy giờ chị đã mần xong cá nè cả nhà, cá lóc nè. Đó, quý vị thấy ngon không? Em cầm lên cả một cái bàn tay của em luôn á. Ồ, con cá. Con cá rất là ngon, nó còn ngoảy đuôi luôn.
Bây giờ cái cây chuối này quý vị thấy rất là non. Cái chuối này mình sẽ bào ra, xong rồi canh chua. Canh chua bây giờ hôm bữa em ăn bông súng rồi. Bây giờ là có rau. Đây là ngò gai nè. Đây là rau muống nè, rau muống vườn luôn nha cô chú anh chị. Mình buổi chiều anh Cảnh á, ảnh rảnh rảnh á, ảnh ra ở sau hè đó anh hái ít rồi anh nhổ. Đó. Đến bây giờ là trời có còn mưa, sắp tối rồi cô chú anh chị. Tại cái clip này em quay vào buổi chiều nên em không có rủ tùng rau đi theo. Em không có rủ tùng rau. Đó. Ủa chị giờ là kho trước hay là nấu canh trước chị? Nấu canh hả? Dạ. À cái clip quán keo chị coi rồi hả? Dạ. Ủa cái nhà anh Cảnh điện ở ngoài sông này nó yếu cả nhà nên nó không có rõ. Em phải lấy cái bóng đèn thêm vô để em quay cho cả nhà xem. Đây cá kho ngày hôm qua nè, quý vị thấy rất là ngon. Nhưng mà giờ có cái phần cá này nữa nên chị sẽ kho thêm một chút nữa. Còn ở bên đây thì chị mới bỏ me vô để cho me, nước me nó ra nó chua chua đó mọi người. Canh chua là phải có me. Dì ở đây là ngày nào cũng quậy bột hết ha. Ủa dì quậy bột về chia gì? Tôi có nhồi bột cho nó bột đều hả? Cho mới làm bánh tiếng được. Chứ còn không nhồi nữa nó đâu ra bánh tiếng. Dạ. Phải cho bột nó nở ra hay gì? Bột nở. Dạ. Còn dạ, bên đây cái thau này là thau gì con không biết nữa. Cái thau lên dắt nước cốt dừa. Dạ. Nè. Cái xác dừa, còn nước cốt dừa là gì bỏ vô trong đây rồi hả? Ừ, trời. Để nó béo ha. Đó, không biết cả nhà, không biết cô chú chị nào xem, đang xem video này biết cái bánh tay yến không ha. Bánh tay yến ăn nó ngọt ngọt cũng ngon lắm á. Ngoài này thì bé Trâm, có Cảnh đang lặt rau. Trâm thì lặt rau, Chi thì đang giấm lửa. Ủa ngoài này có bóng đèn hả? Ủa, nấu nước hả? Ung mũi. Khói quá ta. Ủa sao bữa chú làm mà khói? Nó cháy nhưng mà nó cháy có mê à. Nấu bằng củi nè cả nhà. Đó, chảo giờ nóng là mình bỏ dầu vô. Ô, có con gì bay vô rồi, để em vớt ra. Con chuồn chuồn. Trời ơi, ăn canh cá chứ đâu có ăn canh chuồn chuồn đâu. Nè, có lò nè. Dạ. Một bánh bò nè. Một bánh bò hả gì? À vậy là bột tay yến khác, bột bánh bò khác ha. Ừ, tối chiên bánh bò trước mới chiên bánh tay yến sau. Mình bỏ đường vô để mình thắng đó. Thì thả cá vô rồi mọi người. Cá đây. Quý vị thấy ở quê thì có gì ăn cái đó. Mà đa số thì ở quê ăn cá đồng không à mà cả nha. Đó, cá rất là ngon. Đây đố cả nhà biết chị làm gì. Đây là thắng nước nào. Giờ bỏ tỏi vô mà mọi người. Nó thơm. Đó, công nhận thơm thiệt. Không biết cả nhà cô chú anh chị nào có nghe được mùi chưa chứ em nghe mà nồng lực ơi. Nồng luôn. Thả cá vô. Ngon quá. Quý vị thấy hấp dẫn không? Ở đây không phải em nói với chị chứ ở quê thì mình có món này tùy theo vùng miền. Chứ ở Sài Gòn ví dụ như mấy khu đô thị lớn ở thành phố đi, hoặc là ở những cô bác đang ở hải ngoại á, ở có thời gian em sống ở Nhật Bản để kiếm được con cá này không có đâu chị. Còn là mấy con cá gì đâu không à. Còn cá lóc đồng thì mà để kho tiêu kho quẹt thì ăn thì được, nó rất là tốt luôn. Bên đây thì xôi rồi. Bên cá bên đây thì bỏ thêm xíu nước mắm nha. Nãy bỏ tỏi bỏ cá. Nãy có đường rồi. Ít bột ngọt nữa. Thơm quá trời thơm. Đó, nãy giờ nấu chín rồi mọi người. Rất là ngon. Rất là ngon. Chị đã dọn lên. Rồi thơm phức luôn. Còn đây là cá. Cá lóc đồng. Cá lóc đồng bắt ở ngoài sông nè. Giống với nước mắm này. Còn cái này là canh chua. Canh chua cá lóc. Đây hai chén. Cái bắp chuối này hồi nãy mình với anh Cảnh cắt nè mọi người. Có làm thêm một chén muối ớt nữa để chấm cá.
Đó. Cái này người ta ăn canh chua, ta ăn muối ớt không? Ăn với muối ớt hay gì? Ừ. Dạ. Em ngồi ở đây ăn với mặn mới đúng chứ. Cơm cũng ngon quá. Quá trời ngọt. Ăn chua rồi, ăn muối ớt là ngon rồi. Chưa giờ ăn có chỉ cơm thế này. Con chi qua đây nè. Để mình cắt mắm nó mắm này nè. Tại nó ngọt nó đi xong. Xin mời cả nhà ăn cơm nha. Đó đó nha. Đó nè. Giờ nãy giờ đói bụng quá. Cảm ơn chị. Quay qua, xoay qua cho mày. Họ lấy vô hết ảnh rồi. Ngồi chị. Trời ơi, chấm ớt quá trời món ăn luôn, không biết ăn cái món gì trước không? Ăn rau không? Xin mời mọi người. Chúc cho mọi gia đình ăn bữa cơm đạm bạc, ngon như mẹ nấu. Trời ơi, món trời lạnh ăn này nóng nóng không? Ngon ha. Cái này mà đi vô trong nhà hàng thì không? Canh chua với lại... Thì không? Hả? Một ký cá, một cá lóc đồng á là giờ nó tầm khoảng 200.000 ký không chị? Đó bạn. Cái chén này nó lấy cho, đi qua lại khó khăn quá. Ngồi đó đi. Biết cá không? Tôi là hẹp ngon ha, nước cái chua ngon rồi. Anh Cảnh biết ăn cá không? Anh biết ăn cá không? Đi chứ. Anh biết ăn không đi. Biết ăn thật cá chứ không biết ăn xương. Giờ giờ bỏ xương. Anh có ăn thịt ngồi không? Có mà. Không ăn thịt người, với tính thứ ba. Đúng rồi. Bởi vì em nó kiểm tra với tính của chồng rồi. Ăn thử canh chua nấu ăn được không? Ngon chị. Thôi, kiểm tra cái con khỉ, kiểm tra. Tự mình biết mà là kiểm tra. Kiểm tra là quá lộ quá. Tóc nó lộ, cái đầu tóc nó nhìn nó cười. Trời ơi, cái ấy con tụng ghê. Không ăn tụng. Cái gạo này gạo gì mà nó dẻo nó ngon quá chị? Gạo là thơm, có thơm lai á. Gạo này nó mắc không chị? 19.000. Nhà em ăn gạo Tây Nguyên không à? Gạo Tây Nguyên nở không? Nở mà nó không có dính, không có dẻo á. Nó khô khô, dễ ăn. Dễ ăn. Ông Cảnh không chơi gạo đó. Nữa hả? Ừ. Mẹ nặng có ăn gạo ăn không? Có ăn gì ăn gạo dẻo đó. Mà gạo nó mắc tiền á nha. Nấu cái sớt hộp cơm bánh con bà ăn đèn theo bánh con rồi kia làm gì đếm cho con đếm cho hết thấy là 50.000 thường thôi, không có gì hết cơ thể bệnh trong bình thường tí cũng 50.000 còn con lấy 120 mấy em bán thằng bừng bữa nữa là hết vừa tôi nghĩ á tôi không bán nữa chị đang ngồi thêm chẳng có thật xấu gì của mình cũng kể hết rồi cả nhà có ai mà vô xem clip này á nhớ nhìn mặt kỹ chủ kênh không bữa hổm á tôi bạn bè á mà tôi đang ngủ á vô chấu tôi á còn nữa con vừa cũng đó luôn được, cả nhà nhớ vô kênh Cảnh Rầm Vui Vẻ ủng hộ mình ha cả nhà kênh của ảnh là Cảnh Rầm Vui Vẻ mọi người clip rất là hay luôn á những tiểu phẩm hài nhắn rồi cười mà ăn cơm mà phải sặc cơm luôn bữa mẹ con ăn đang ăn cơm gấp cái nhà con mở clip của anh Cảnh mà cười mà tới nổi cá thì mà sặc dính vô tôi bỏ đưa ăn cơm ngon lành vui vẻ tôi không biết gì chạy hết trơn chỉ vô tôi nó có cái dấu chỉ vô tôi nó tôi địch ai út biết đâu ở đây bạn kế hết rồi bạn ngồi ngu với bạn phải chỉ biết bạn mà vẫn ngồi cười mà ở đây người ta đứng vậy người ta bẩn mũi gài y thật luôn mà tôi đâu biết gì đâu tôi cũng cười nữa tôi cười xong tôi thấy cha chạy rồi tôi nói dòn dòn nó nói mình à chịu chẳng cười luôn bây giờ em ăn cũng là 4 chén rồi cả nhà vợ no quá ăn quá mà cô lo thấy nó cười không à vợ no quá trời rồi bây giờ video cũng dài rồi em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cái kênh của em nãy giờ cũng bỏ ít thời gian ra theo dõi em cùng gia đình của anh Cảnh có một buổi cơm ở chị quê là như thế nào để gửi đến cả nhà. Thứ hai cảm ơn gia đình của anh Cảnh đã mời hai vợ chồng em dùng bữa. Một lần nữa em cảm ơn gia đình anh cũng như toàn thể quý ông bà cô chú anh chị đang xem kênh. Nếu cô chú anh chị nào mà thương yêu em cũng như anh Cảnh gia đình ảnh thì vào đăng ký cái kênh này là Ẩn Hồn Nghĩa cũng như là Cảnh Rầm Vui Vẻ để anh em
tụi em sẽ ra những video vui nhộn, giải trí, dân dã, miền quê để gửi đến cho toàn thể ông bà cô chú anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn ông bà cô chú anh chị một tập phim tiếp theo của em. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.